Chào anh Long. Để chào anh. Ngay trước quán cà phê Gypsy ở trên đường Bonsa, chúng ta gặp lại ông Đỗ Khắc Long, một người làm lao công bình thường ngay khu vực này, và đặc biệt là anh lại có những cái bình luận rất có giá trị đối với nhiều người về những vấn đề thể thao và chính trị. Hôm nay chúng ta nói chuyện với anh về một cái vấn đề khá lớn lao đang diễn ra, đó là liệu ông Trump và ông Ổn sẽ có những gì xảy ra trong bộ lần gặp gỡ sắp tới đây. Anh Đỗ Khắc Long, mấy bữa nay thì coi như là tin tức rất nhiều, từ cái chuyện mà ông chủ tịch Bắc Hàn và ông tổng thống Nam Hàn gặp nhau, rồi sau đó ông Donald Trump đã thông báo rằng là có thời gian và địa điểm rồi sẽ gặp ông chủ tịch Bắc Hàn. Nhiều người đã bàn tới cái vấn đề đó từ mấy hôm nay. Anh cho biết ý kiến của anh thưa anh. Về vấn đề mà khi mà ông Trump gặp ông Un á, thì rõ ràng cái chuyện đó là mình chắc chắn là xảy ra. Là vì sao? Là vì khi ông Un mà hòa hỡi, nghĩa là bắt tay với lại Un là coi như là đã qua cái chuyện mà dàn xếp của Mỹ rồi. Tức là có cái ấy Trump rồi, Un cũng đã từng gặp Trump rồi. Cho nên chắc chắn là Trump và Un sẽ gặp. Mà ông Un với ông Trump á, hai người nên nhớ thế này. Nhìn ra thì hai người cùng có một cái tư tưởng giống nhau. Như Un, có ai hiểu được Un muốn làm gì không? Trump, cũng ai hiểu được Trump sẽ làm gì? Hai người hay giống điểm đó. Cái điểm thứ hai, Un giàu sao cũng đã từ nhỏ học ở bên Tây Phương, có tư tưởng bên Tây Phương. Cho nên khi hai người gặp nhau á, giống như là dương với dương thành ra âm. À, cái chỗ đó. Cho nên khi Un gặp Trump, tôi bảo đảm rằng sẽ đem lại sự hòa bình cho thế giới, và hai người sẽ nói chuyện với nhau mềm nhũng chứ không phải là găng. Chắc chắn điều đó. Anh đánh giá như thế nào về cái cuộc gặp gỡ giữa hai vị lãnh đạo Bắc và Nam Hàn thưa anh? Trước hết tôi nhắc lại một cái điểm mấu chốt trong cuộc gặp gỡ ngay khu phi quân sự. Có ai ngờ được là giờ bất ngờ ổng lại mời ông Moon Jae bay đi vào phía biên giới của Bắc Hàn. Cái điểm mấu chốt là chỗ đó, ý ổng muốn tỏ gì? Sâu sắc nhất ông tỏ chỗ là ổng dẫn trên cơ ông Moon. Ông gài ông Moon ở thế mà ông Moon phải đi theo. Để làm sao? Nó hàm chứa rằng á, ổng đến với ông Moon là nhìn vào ông Trump, mắt thì nhìn vào ông Trump chứ không phải là nhìn vào ông Moon. Điều đó mình nhìn thấy một cái điểm khi đó. Mà anh thấy ông Ổn bắt tay ông Moon ngay tại biên giới, anh cảm xúc như thế nào? Cái vấn đề đó thì tôi lại cảm xúc, nghĩa là thấy cũng hơi bất ngờ, là tự nhiên hòa bình đến mau quá, trong khi mới mấy tháng trước là còn găng. Nhưng mà tôi lại lúc theo dõi thử coi ông Trump nói gì về vụ đó. Chứ tôi không quan trọng giữa hai ông này nói cái gì. Vì biết mà, bên Bắc Hàn bao nhiêu lần rồi. Nghĩa là cộng sản mà, nói đó, làm khác, ai làm gì nhau. Cho nên do đó mà tôi nhìn thấy, và đồng thời là khi mà ông Trump phản ứng Trump thì tôi thấy rằng rõ ràng là hai cái bắt tay vào hoảng thì sẽ xảy ra là vì do ông Trump. Bởi nó công lao của ông Trump rất là nhiều. Thì chính cái khi mà người ta đòi trao cho hòa bình thì rõ ràng mọi người nói không? Ông Minh cũng thẳng thắn nói, nên trao cho ông Trump. Thời gian và địa điểm đã được xác định. Và cái địa điểm thì rất nhiều người có nhiều cái đồn đoán. Singapore. Nào là Singapore, nào là Thụy Sĩ, nào là khu phi quân sự, sự bàn môn điếm. Hoặc là có thể là ngay nước Mỹ. Và thậm chí có người đồn luôn cả ngay ở Việt Nam nữa. Theo anh thì là sẽ diễn ra đâu và theo vì sao? Theo tôi thì với bản tính của ông Trump thì chỉ có hai điểm khả năng xảy ra. Vì ông Trump làm người ta bất ngờ lắm. Có thể là xảy ra ở Mỹ, nhưng tôi thấy khả năng rất rất thấp. Là vì sao? Lâu nay rồi mà từ đầu ông nội ông Ổn lắm, sợ đi máy bay lắm. Thì làm sao mà có chuyện qua Mỹ? Cho nên tôi nghĩ rằng ông Trump thì gan lắm, xăm mình lắm, thấy vậy với xăm mình lắm. Có thể là gặp khu phi quân sự. Hơn ở trong sòng bài phé này ông Trung đã nắm rõ hết rồi. Ông còn sợ nữa, ông ra khu phi quân sự. Trong khi rõ ràng cuộc gặp này có lợi cho thằng Uốn. Trung thì ít lợi hơn, mà lợi nhiều là của thằng Uốn. Cho nên ông sẽ gặp. Thứ nhất là chi? Lâu nay ông bị đánh nhiều quá. Bây giờ ông ra cái đó có lợi cho ông lắm. Cho những tổng thống khác thấy ông gan lì. Một tổng thống gan lì. Cái thứ hai, khi qua bên đó gặp thằng Ổn, ổng sẽ dàn xếp làm sao để cho cái sự hòa bình mà bao nhiêu đời tổng thống không làm được.
để trả lời những cái gì mà hiện giờ đang nghĩa cam chích ổng, nghĩa cả một năm mấy này. Ông ổn thì sẽ được đạt được cái gì sau vụ này thưa anh? Thì là cái ông Trump thì có một điều ổng phải thẳng thắn, nhưng mà cái điều ổng phải thòng lắm. Chắc chắn là hứa ông Trump sẽ thòng với Việt Nam vừa rồi vậy. Chuyến đi của ổng, hầu như chuyến đi của ổng vậy, ghé mấy nước khác không cũng là thòng thôi. Tức là sao? Ông Trump sẽ thực hiện với điều kiện mày có làm đúng không? Cái chỗ quan trọng là cái chỗ đó. Cho nên là hứa của ông Trump chắc chắn là sẽ lợi cho thằng Uyển. Có nghĩa là sẽ bỏ cấm vận một phần nào đó, chứ không bỏ hoàn toàn. Cái lối của ông Trump là vậy. Không có hứa hoàn toàn. Mà ông hứa theo giai đoạn, có nghĩa là mày làm đến đâu, tao bỏ cấm vận đó, tao giúp đỡ mày nó. Thậm chí có thể ông Trump sẽ hứa sẽ giúp đỡ. Nhưng mà theo giúp đỡ từng phần, coi khả năng Trump, khả năng của thằng Uyển làm đến đâu, thiện chí đến đâu, ông thì giúp đó. Đó là lối của ông Trump rất là hay. Một người tỷ phú người ta lên làm tổng thống chứ bộ. Vai trò của Trung Quốc trong vụ này thì nhiều người nói rằng là vai trò của Trung Quốc đã bị giảm đi đối với Bắc Hàn, khi mà ông ổn liên lạc với là gọi là tiến gần về phía những cái thỏa thuận với lại phía Mỹ. Anh nghĩ sao về cái quan hệ tay ba Trung Quốc, Bắc Hàn và Hoa Kỳ trong vụ này? Trong vụ này thì mình lật lại cái đời ông nội của ông Uyển, đã có từng coi như là nói chuyện với Mỹ rồi, và ba của ông Uyển cũng có nói chuyện với Mỹ rồi. Nhưng mà sao cuối cùng nghĩa là cũng qua Trung Quốc trước khi gặp Mỹ. Nhưng mà rồi chính nghĩa là Trung Quốc cử những cấp nhỏ thôi, còn đàn Uyển theo qua bên Trung Quốc, rồi cuối cùng chính đích thân Tập Cận Bình lại qua bên Bắc Hàn gặp Uyển. Mà trong khi vào tuổi tác thì Uyển là con nít hơn, vận đời mà nước cũng nhỏ hơn, lợi thuộc hơn. Rõ ràng Tập Cận Bình rất quan trọng trong cuộc gặp gỡ sắp tới với Trump. Đồng thời đã nói rồi, thằng Uyển khó ai đoán được lắm. Thù hay bạn như thế nào cũng không ai đoán được điều đó. Nay thù có thể mai là bạn. Cho nên Tập Cận Bình không muốn, nhưng mà sự việc đã rồi. Hơn nữa lâu nay, chính từ ngày lên rồi thấy không? Không dưỡng người phía Tàu nó cùng việc, mà những người phía Tàu việc hết, nó đâu có ngán gì đâu. Còn nói về lực lượng, quân đội của Bắc Hàn hiện giờ 5 triệu quân mà thiện chiến là ngang. Tập dợt liên tục, đồng thời có vũ khí nguyên tử mà ở sát nách Trung Quốc nữa. Nên giàu muốn, giàu không, Trung Quốc phải dê vuốt. Cho nên khẳng định, về vấn đề mà khi bắt tay rồi á, bây giờ đang lo sợ thôi, nhưng tôi dám khẳng định, khi mà hai người gặp nhau kết thúc xong rồi, Tập Cận Bình sẽ bị thua thiệt. Điều đó. Cuối cùng thì qua cái vụ này thì nhiều người nói tới cái chuyện là có khả năng ông Donald Trump sẽ được trao giải hòa bình, trao giải Nobel hòa bình. Mà một cách cụ thể là một số dân biểu Hoa Kỳ đã có đề nghị đó rồi. Anh nghĩ là chuyện đó xảy ra không? Coi như là có sự dự đoán đi, anh đã từng dự đoán nhiều lần trúng rồi. Kỳ này anh dự đoán là ông Donald Trump sau vụ này sẽ được trao giải Nobel hòa bình hay không cho năm 2018, thưa anh? Tôi chắc chắn rằng coi như là ông Trump sẽ được trao giải hòa bình, mặc dầu cái đường đến mà nhận giải của ông sẽ gặp khó khăn, sẽ có một số chống đối, chắc chắn xảy ra. Nhưng mà ông phải là ông xứng đáng được trao giải, giống như là Obama không lên làm tổng thống được nhưng trao giải khơi khơi vậy. Ông Trump rất là xứng đáng nhận giải đó, và mọi người phải nhìn nhận là nếu mà giải hòa bình mà trung thực thì phải trao cho ông Trump. Còn giờ vấn đề của rắc rối của ông Trump đó, chỗ này là về vấn đề mình phải nhận sâu xa nữa. Cái chuyện khẳng định thì cũng khó khẳng định, là vì ông cũng đang bị rắc rối giữa nghĩa là bên nước Iran, cho nên với giải ông cũng sẽ bị phản đối một cái phần vấn đề đó. Nhưng phản đối hay không phản đối, nhưng mà bây giờ nếu mà gọi là làm một cái dự đoán, anh nghĩ là ông sẽ nhận giải đó cho 2018 hay không? Ông sẽ nhận được, sẽ có, vì thế giới hiện giờ đang muốn hòa bình, mà họ sẽ muốn gài ông vào cái thế mà khi nhận giải hòa bình rồi nó sẽ dịu dàng hơn bên Iran, chắc chắn là có. Nhưng mà tôi khẳng định một điều nữa là khi ông Trump ổng gặp rồi á, tình hình Biển Đông, Việt Nam sẽ có lợi theo. Điều đó chắc chắn luôn. Mỹ sẽ mạnh tay trên Biển Đông. Đó là lối của ông Trump mà tôi nói từ lâu rồi. Ông Trump lên làm tổng thống thì bờ Biển Đông an toàn cho Việt Nam. Xin cảm ơn anh một lần nữa, anh Đỗ Khắc Long, với những bình luận chính trị của anh. Chúng ta cũng đã nhiều lần nói tới rồi, bình luận về chính trị không nhất thiết là phải những người chuyên gia về chính trị hay là học hành về chính trị vân vân, mà góc độ của những người bình thường, những người lao công bình thường cũng có thể tạo ra những cái góc nhìn hết sức là bất ngờ. Mà một cách cụ thể, anh Đỗ Khắc Long này đã từng
có những dự đoán hết sức chính xác trong thời gian trước. Giờ đây anh cũng đã đoán tới cái chuyện mà ông Donald Trump sẽ lãnh giải hòa bình, Nobel hòa bình của năm 2018. Chúng ta sẽ còn đợi cho tới thời gian đó xảy ra. Câu chuyện cuối tuần chấm dứt ở đây và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tới. Thank you.